Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Honey Beauty. Mình là Thảo Huyền, hiện đang là giảng viên tại bộ môn phun xăm tại Honey Beauty. Thì hôm nay sẽ có một bạn đang học bài là đánh hai chiều. Thì tại lớp phun xăm Honey thì các bạn sẽ được hướng dẫn cách đánh hai chiều theo hiệu ứng hình quả lắc. Thì trong cái quá trình mà đánh hiệu ứng hình quả lắc thì mình phải hiểu về hiệu ứng hình quả lắc là như thế nào, cũng như là cái cách cầm máy của mình ra sao để mình có thể tạo ra được cái hiệu ứng hình quả lắc tốt nhất, và vì sao lại ứng dụng hình quả lắc trên cái cách đánh phun xăm của mình luôn nha. Thì đầu tiên á, là em sẽ hướng dẫn cho chị cách cầm máy để mà làm sao mình ra được cái hiệu ứng hình quả lắc. Thì khi mình cầm máy, không phải là bắt buộc tất cả các bạn phải cầm theo cái form như vậy, mà nếu khi các bạn cầm như vậy thì nó sẽ là cái hiệu quả nhanh hơn trong cái quá trình mình làm. Còn ví dụ như giống như kiểu là mình cầm viết, mỗi người sẽ có mỗi cách cầm khác nhau, nhưng mà ban đầu mà khi mà muốn tập cầm viết thì ai cũng sẽ là tập hướng dẫn, tới khi mấy bạn quen rồi thì mấy bạn có thể là cầm theo cái cách của mấy bạn. Nhưng mà mới ban đầu vô thì mình nên cầm như thế này. Đầu tiên á, là mình sẽ điều khiển ngón trỏ và ngón giữa của mình là hai ngón để chịu lực và điều khiển cái máy của mình. Ngón cái của mình sẽ là ngón mà gọi là hỗ trợ để cầm máy thôi, chứ không có phải là tác động lực lên giống như kiểu là mình cầm viết như vậy, nó sẽ bị cứng đi. Và thường á, các bạn khi mà các bạn đi cầm máy mà các bạn cảm thấy mỏi quá, những bạn mà luyện tập ở nhà, khi các bạn cảm thấy là mỏi quá, tức là lúc đó cái ngón cái của các bạn đang ghì chặt vào cái máy đi, thì cái tác động lực này nó sẽ làm cho cái cánh tay của mình mỏi lên. Các bạn phải thả lỏng ra, tại vì cái tâm lý của tất cả các bạn khi mà mới học á, thì mình cảm thấy là mình cầm hờ hững bằng hai ngón trỏ và ngón giữa vậy nó rớt máy sao? Nó không rớt máy đâu, lúc đầu nó có cảm giác là hơi chênh vênh một chút, nhưng khi các bạn đã quen dần rồi thì cái phần lắc tay này nó sẽ rất là mềm mại và rất là dễ di chuyển luôn, chứ đừng có quá ôm chặt. Rồi ngón áp út của mình thì nó chưa có nhiệm vụ gì nên thành ra mình sẽ cho nó vô trong ha. Còn cái ngón út của mình thì là mình sẽ đưa ra để một khi mà mình lên trên người thật thì ngón út của mình là một cái chiều để mình căng da, còn ngồi lên trên da giả thì mình chỉ cần lấy lại một cái điểm tựa thôi, một cái điểm tựa để cho là cái trục, cho cái trục này nó thẳng lên. Và các bạn lưu ý nha, thứ nhất là các bạn sẽ cầm máy như Huyền nói lại nha ha, ngón trỏ và ngón giữa sẽ cầm máy, ngón cái của mình sẽ là cầm hờ máy phần trên này, nhưng các bạn nhớ phải cho cái phần ở giữa này cho có khoảng hở ra chi vậy, để cho mình lắc cho nó dễ, còn mình ôm chặt trong này quá thì mình rất là khó lắc đó. Là cái mà các bạn hay bị lỗi này, lỗi tiếp đó là bị hở, không có hở, mình nên cho hở ra một chút. Rồi ngón trục, ngón út này nó sẽ hở ra, hở hơn. Và nhớ là cổ tay của mình luôn luôn cao hơn một chút, chứ đừng có ghì chặt xuống dưới này quá. Tại vì khi mà ghì chặt xuống dưới này quá thì cái máy của mình di chuyển rất là khó. Và khó là đánh lên như vậy, nó chỉ có một cái chiều đi lên thôi. Và khi mà cái cổ tay mình đi lên vậy thì cái máy mình thẳng hơn, máy mình thẳng hơn, tức là cái trục này nó thẳng. Thì trục này nó thẳng thì nó sẽ lắc đều được hai đầu. Và liên quan tới cái phần lắc đều hai đầu này là do mình đang đánh hiệu ứng hình quả lắc. Hiệu ứng hình quả lắc là gì? Tức là một cái trục ở giữa và có một cái con lắc cứ lắc qua lắc về, và cái trục này phải thẳng thì lúc đó ở hai đầu lực này nó sẽ tản đều hơn, đúng không ạ? Và khi mà có hai lắc đều hai đầu này, lắc đều hai đầu này thì mình sẽ là có cái lực ở trên, có cái lực ở trên, có cái đà ở trên thì lúc đó mình mới đi xuống lại được. Lắc lên thì mình có cái đà đi xuống lại được, và cái đà cái mặt tiếp xúc ở giữa này nhiều nhất thì lúc đó cái độ ghim mực của mình sẽ nhiều nhất luôn, và cái độ ghim mực của mình đi nhiều nhất thì là sẽ là đầm ở giữa và hai đầu nhạc đó, đó là hiệu ứng hình quả lắc, đầm ở giữa và hai đầu nhạc. Rồi bây giờ mình sẽ cùng cầm máy lại thao tác cầm máy cũng như là lắc máy nha. Cổ tay của mình cao hơn, hai ngón trỏ và ngón giữa của mình cầm lắc máy, và ngón cái của mình hờ hững nhẹ đó lắc. Ngón út của mình sẽ là một cái trục ở giữa, các bạn có thể hơi nghiêng một chút chút nhưng mà cái trục này nó vẫn nằm thẳng đi đây để mình lắc hai đầu, nhưng mà phần nhiều thì cái mình sẽ là ưu tiên về mặt thẳng vuông góc với cái mặt da nha. Đó được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cùng thao tác ở trên mặt da luôn để mình xem là cái hiệu ứng hình quả lắc ra sao và những cái lỗi mà mình thường gặp trong cái hiệu ứng hình quả lắc này luôn ha. Mình sẽ mô tả lại cái hiệu ứng hình quả lắc ha. Một cái trục là còn con lắc như vậy thì nó sẽ là lắc ở hai đầu như vậy, thì hai cái cao góc này nó phải đi lên để chi lấy đà, thì khi lấy đà thì những cái hạt mực nó rơi xuống ở đây nó sẽ là nhạt, và cái góc mà nó sẽ tiếp xúc nhiều nhất là cái góc phần ở giữa này thì nó sẽ là đầm hơn, nó sẽ đầm hơn và bắt đầu cũng nhạt dần. Thì hiệu ứng hình quả lắc của mình sẽ là đầm ở giữa và nhạt hai đầu. Bây giờ mình sẽ cùng đánh hiệu ứng hình quả lắc lên trên cái da như thế nào để mình biết là ra hiệu ứng ha. Các bạn sẽ gạch một cái ô khoảng tầm 1cm thôi để mình kiểm soát được cái đoạn đánh của mình. Ban đầu các bạn chưa đánh được thì các bạn cũng nên kẽ ra, nhưng mà các bạn cứ tập thoát tay lên đầu tiên để không có bị khừng lại phần hai đầu ha. Rồi bây giờ cách cầm này,
các cầm máy như lúc nãy Huyền nói. Và cái ngón út này ví dụ tùy thuộc vào mỗi người, nếu các bạn không có căng được, ví dụ như ngón út của Huyền nó không có thẳng được, nó bị cong vậy từ nhỏ đến lớn rồi, thì mình cứ để vậy, mình cứ hờn vậy, miễn sao là mình cảm giác là mình chắc tay thôi là được rồi, chứ không phải là cần cái ngón này là phải xa như thế nào đó, hay là nó phải gần như thế nào, miễn sao bộ chỗ nào mà các bạn cảm thấy thoải mái nhất thì các bạn đánh thôi. Rồi khi, nhưng mà cái quan trọng là cái trục và cái cổ tay của các bạn hơi nâng cao hơn một chút, đừng có thấp quá như vậy thì các bạn sẽ bị như vậy này, nó bị khựng tay lên đó. Còn ở đây thì sao, nó thoải mái lắc ở cả hai đầu đó. Rồi bây giờ đắt ha, mình sẽ tập trung vào ở giữa để mình đánh thôi. Khi mình tập trung ở giữa thì hai đầu nó tự khắc nó sẽ nhạt vì nó có cái độ đà đi lên. Còn khi mà mình chỉ tập trung một bên thôi thì nó sẽ một bên đậm và một bên nhạt hoàn toàn. Rồi bây giờ mình sẽ đánh trước ha. Đây, lắc đều hai đầu, đầm ở giữa và nhạt hai đầu. Từng đường đánh của mình sẽ kiểm soát để từng đường đánh của mình nó di chuyển đều nhau ha. Đó, đầm ở giữa và nhạt hai đầu. Đó, khi mà có cái hiệu ứng như vậy rồi thì các bạn sẽ nối lại với nhau bằng cái cách hai cụ một mới, thì cái video sau thì sẽ chia sẻ cái cách nối luôn ha. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách mà đánh hai kiểu như vậy, thì thường các bạn sẽ gặp những cái lỗi nào. Ví dụ như cái lỗi đầu tiên đó là các bạn đi rà tay, có nghĩa là các bạn cứ đi kéo như vậy cho có hạt thôi, nghe cái tiếng máy này đó, và một tiếng máy của mình đánh này, thì cái tiếng máy của khi bên mình đánh nó sẽ giòn hơn, nó sẽ giòn hơn và nó chắc chắn hơn. Còn cái tiếng máy ở bên chỗ mình rà thì nghe tiếng cứ rà như vậy. Còn bên này nó chắc hạt hơn, dứt khoát hơn. Rồi cái lỗi thứ hai, cái lỗi đầu tiên là cái lỗi rà máy, cái lỗi thứ hai đó là mình đánh hai nhịp một lúc, đúng không ạ? Các bạn có gặp cái lỗi này không? Có nghĩa là mình cứ, mà các bạn nhớ mình phải tách ra từng đường hàng một, có nghĩa là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hai chiều luôn, 1, 2, từng đường hàng nó không liên quan tới nhau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tách ra, đừng có liên quan gì với nhau, theo kiểu là 1, 2, 1, 2, đó, như vậy thì các bạn sẽ bị cứ vòng và cái hạt mực nó cũng không ra đủ hưởng. Rồi đó là lỗi thứ hai. Lỗi thứ ba đó là các bạn đi kiểu là không có nhấc tay lên được, một chiều nhấc tay lên được, một chiều không nhấc tay. Trên này các bạn thường hay đá lên được này, đá lên được nhưng mà chiều này đi lên lại đó. Thì khi nhận biết đó là mình thấy cái chỗ đầm ở chỗ nào, ở một vị trí nào, thì mình cứ thấy xem nếu mà cái chỗ nào mà mình không có tách ra được cái hàng, có nghĩa là mình chưa hất tay lên được. Này, có phải là trên này các bạn lấy đà được không? Đây, thì các bạn sẽ đánh như vậy, có nghĩa trên này các bạn sẽ lấy đà được, mà dưới này thì các bạn chưa lên được thì các bạn đã lui lại rồi. Chưa lên được các bạn đã lui lại rồi, thì mình sẽ nhận biết. Hoặc tương tự đổi ngược lại là lấy đà dưới này được mà lại trên này thì không có lên được. Đây, lên không lên được. Đây, thì nó sẽ đồng ở trên này. Đó là lỗi thứ ba để các bạn nhận biết. Và sẽ còn rất là nhiều lỗi khác nữa, ví dụ như là đánh không có được đều, rồi đánh lăng ma. Đánh lăng ma này như thế nào? Các bạn đánh theo thứ tự này, từ trái qua phải, xong rồi từ phải về lại trái, chứ đừng có đánh lăng ma. Đây, khi mình đánh đúng này, cứ tiến dần tới từng hạt mực của mình nó sẽ đều xếp kín tới. Đây. Còn nếu mà các bạn đánh lăng ma có nghĩa cứ thích đánh sao đánh, cứ đánh lung tung vậy, thì các bạn phải di chuyển cái tay liên tục. Rồi từng cái từ đường hàng đánh của các bạn không đều, các bạn cứ di chuyển tay liên tục. Mà khi di chuyển tay liên tục thì lực tay của mình sẽ không đều, không có cũng được ổn định. Nên các bạn cứ đánh, cứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chứ đừng đánh 1, 5, rồi 7, rồi 2, chạy lui chạy tới như vậy ha. Nó sẽ không có được ổn định cái tay của mình. Rồi đó là một số cái lỗi mà các bạn thường hay gặp thôi. Thì còn trong cái quá trình mình học á, thì Huyền sẽ phát hiện ra lỗi của các bạn và Huyền sẽ chỉnh sửa cho các bạn trong những cái lỗi nhỏ nhất, từng ví dụ như chưa hất tay được này, hay là đoạn đánh dài quá thì sửa theo từng cái giai đoạn. Ví dụ như hôm nay mình sẽ sửa được cái lỗi đó, ví dụ như chị đang là đi nó bị dài tay quá, nhưng mà tách ra được từng hàng rồi, ra được cái hiệu ứng rồi, thì Huyền sẽ không có chỉnh cho chị cái phần mà tách hàng nữa, mà mình sẽ là chỉnh cho cái đùi dài ngắn lại hơn một chút. Thì ban đầu á, bạn nào đánh cũng bị dài tay hết á, nhưng mà không sao, các bạn sẽ điều chỉnh từ từ từng lúc một nha.
Và cái cách mà Huyền vừa chia sẻ là cách đánh hai chiều theo hiệu ứng hình quả lắc sẽ có phần cho các anh chị sẽ hiểu rõ hơn về hiệu ứng hình quả lắc là như thế nào, hay là mình nhìn mình cũng đang sai những cái lỗi đó thì mình sẽ phải sửa ra sao. Và các bạn nhớ nha, cái trục cổ tay cũng như là cái cầm lắc máy của mình rất là quan trọng để cho mình thoải mái. Tại vì khi mà ban đầu ai cũng phải cầm cái máy rất là chắc luôn, cứ bị gồng lại như vậy này thì các bạn sẽ lắc rất là khó, các bạn nên thả lỏng cái cổ tay ra. Còn nếu mà chưa quen thì các bạn có thể để tay hờ phía dưới này này, cho cái cổ tay mình cao lên quen đó đã, rồi mai mốt mình quen rồi mình thả tay ra. Sau đó là nhớ là khi nào cái trục ở giữa này khi nào cũng phải thẳng hết để cho mình lắc đều hai đều được và nhận biết được những lỗi sai để mình sửa nha. Thì hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi của Huyền cũng như các bạn ở đây có thể là thay đổi được những cái lỗi sai hoặc là có thêm những kiến thức để mình luyện tập tốt hơn. Và các bạn nếu còn thắc mắc nào nữa thì mình hãy comment bên dưới để Huyền có thể có những chia sẻ video tiếp theo cho các bạn có thể chỉnh sửa bài tốt hơn nha. Và hy vọng các bạn học ở nhà cũng sẽ là luyện tập theo bài của Huyền hướng dẫn từ từ từng bước, nhưng mà mình phải chắc ha. Và nếu những bạn nào còn thắc mắc về các học viên tại lớp Sam Honey đang được luyện tập như thế nào, hay là giảng viên sẽ hướng dẫn các bạn ra sao, thì mình tới 161 Hòa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận để mình cùng tham khảo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.